Sợ hãi chính là căn bệnh quái ác và nghiêm trọng nhất của nhân loại. Sợ hãi giết chết giấc mơ, tiêu diệt hết mọi hy vọng. Sợ hãi khiến người ta nằm bất động trên giường. Sợ hãi làm ta đau đớn, sợ hãi cản trở bạn thực hiện những điều mà trong thâm tâm bạn biết rằng bạn có thể. Sự sợ hãi khiến bạn tê liệt, khiến bạn như bị thôi miên. Câu hỏi là, bạn nhận được gì khi để sợ hãi cản bước mình? Bạn nhận được gì khi trao quyền tự quyết cuộc đời của mình cho sự sợ hãi? Bạn nhận được gì? Đây là những điều tôi từng sợ hãi. Tôi sợ phạm phải sai lầm. Tôi sợ không được mọi người yêu mến. Tôi sợ kết quả không như mong muốn. Tôi sợ thất bại. Sẽ không bao giờ có một kết quả hoàn hảo. Bạn sẽ phạm sai lầm, sẽ làm tổn thương ai đó, sẽ gây hấn và tạo ra kẻ thù. Nhưng nếu bạn quyết tâm sống nghiêm túc với cuộc đời này, hãy tự hỏi bản thân: tôi để cho nỗi sợ này cản trở bản thân mình bao lâu nữa? Bạn muốn có một cuộc sống tốt đẹp hơn không? Bạn có tin rằng mình xứng đáng có những gì tốt đẹp hơn? Rằng có những điều tốt đẹp hơn chờ bạn thực hiện? Cuộc sống còn dành nhiều điều khác cho bạn. Tôi tin rằng bạn có những cuộc độc thoại nội tâm. Hãy bắt đầu trò chuyện với bản thân. Hãy gây dựng lòng tự tin cho mình. Đôi khi những điều tốt đẹp duy nhất về bản thân bạn là những điều bạn tự nói với chính mình. Rất nhiều người không dám theo đuổi ước mơ là vì sợ hãi. Sợ hãi chính là rào cản vô hình, là lý do khiến rất nhiều người làm những công việc mà bản thân họ không muốn. Họ không thể thấy được bất cứ tương lai tươi sáng nào trong công việc hiện tại, nhưng lại sợ hãi trước viễn cảnh phải làm lại từ đầu, sợ hãi trước việc theo đuổi giấc mơ của mình. Và cũng vì lý do đó mà người ta mãi kẹt trong một hoàn cảnh. Họ không tin rằng có điều gì tươi sáng đang chờ đợi họ. Họ nghĩ rằng đây là tất cả những gì họ đang nhận được. Đó chính là những gì họ vẫn thấy. Họ phó mặc cuộc đời mình cho một thứ được gọi là định mệnh. Và cuộc đời họ thế là xong.